gì đi. Tình thần quay đoạn phim nha. Hỏi đi đường xa thế nào, có mệt không? Ok, thế mình đi ra ngoài đây. Chú Thịnh sẽ đại diện cho nhà gái có đôi lời căn dặn chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu và phát biểu chúc vị quan khách trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị, theo quan niệm truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Qua quá trình cháu tìm hiểu và được sự đồng ý của hai gia đình, của cơ quan đoàn thể, hôm nay các cháu mà được sự thừa nhận của pháp luật, hôm nay các cháu tổ chức lễ thành hôn trong sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, của các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị hôm nay, đó là niềm cổ vũ động viên rất lớn với niềm hạnh phúc của hai cháu và sự vui mừng của hai gia đình chúng tôi. Chúng ta nhận thấy rằng những người vui nhất hôm nay không quan sát chính là những bậc làm cha làm mẹ, những bậc cha chú, và lúc này lên sân khấu đại diện là hai người chú.